Chết rồi. Rồi, các bạn yêu quý và các em thân mến, hôm nay lại một buổi tối nữa đến với thầy trò chúng ta. Thầy Nguyễn Công Chính chào mừng tất cả các bạn và các em cùng học bài toán, bài giảng live stream của thầy. Hôm nay thì thầy sẽ giúp đỡ cho các em học phần toán lớp 11, chương 1 đại số và giải tích. Chúng ta sẽ cùng học bài hướng dẫn sách giáo khoa của thầy, bài phương trình lượng giác cơ bản. Hôm nay thầy phát muộn hơn mọi khi. Được chưa nào? Vì cái công tác chuẩn bị nó hơi bị nhiều thứ. À đấy, chính vì thế mà nó hôm nay chắc là thầy sẽ không hát hò gì cho nữa đâu. Được chưa? Hôm nay mọi người có hát hò gì nữa không? Hôm nay có muốn hát hò gì nữa không? À, đầu năm học này chúng ta học đến đâu rồi các em? Theo như phân phối chương trình thì bây giờ rất nhiều bạn là chuẩn bị là học đến cái lượng giác này rồi. Thực tế thì thầy đã dạy cái này từ hồi vào năm đầu và tận tháng 5, tháng 6 là thầy đã dạy rồi. Rất nhiều bạn đã học theo thầy, bây giờ người ta học xong cái chương này rồi, được chưa? Và bây giờ nhiều bạn người ta bắt đầu chuẩn bị học đến tận chương 2 rồi, mọi thứ nó sang chương 2 hết. Thế thì theo thầy thì nên học sớm hơn một tí nó có lợi hơn. Ra lớp bao giờ nó cũng sẽ tự hào, tự tin hơn thì thoải mái hơn, đầu năm nó không bị ngợp. Không lại hôm qua nhiều bạn kể, hôm qua cũng nghe hai bạn về kể, một bạn thầy ạ, em ra lớp và em cảm giác học xong em cảm thấy nó vẫn chưa hiểu cái gì cả, em có cảm giác cứ như là ngồi xem phim ấy, xem xong cũng nhớ được cái gì cả, rất là nguy hiểm nhá. Còn có một vài các bạn khác nhá, đang học theo khóa của thầy thì các bạn về tự tin ngồi kể cười tươi lắm. Thầy ạ, em ra lớp ngồi giơ tay lên bảng vèo vèo, các bạn khác nhìn em như người ngoài hành tinh, điều đó khiến em cảm thấy yêu bài giảng của thầy hơn gấp phần nào. Úi dồi ôi, nói thật cuộc đời đi dạy của thầy chỉ cần nghe mỗi câu ý thôi là thôi mình đã không cần phải ăn gì nữa rồi, được chưa? Nghe mỗi câu ý thôi mà mình đã cảm thấy là tự hào hạnh phúc quá, được chưa? Đó, để em hiểu được rằng là người ta sẽ tiến bộ rõ dần dệt, được chưa? Khi mà học bài của thầy. Các em cố gắng đăng ký học toán của thầy trên tuyển sinh 47.com, đăng ký học càng sớm càng tốt các em nhé. Nhất là trong dịp sắp tới, rất có thể là biết đâu mùng 2 tháng 9 các em có thể, các em nhớ rình và xem cái lúc nào mà giảm 30 hay 50% nhé mà đăng ký, được chưa? Thì chắc có khi lợi hơn đấy. Nhưng mà bây giờ đăng ký đi thì còn kịp, trong tháng 9 ấy, kiểu gì cũng sẽ có lúc khuyến mãi thì xem để ý nhé. Còn nếu mà các em đợi học xong rồi các em mới đăng ký học thì theo thầy thì nó không còn tác dụng gì nữa. Được chưa nào? Đó là chúng ta cố gắng học càng sớm càng tốt các em ạ. Được chưa nào? Theo như thầy nghĩ thì bây giờ học online là một cái hình thức rất là tốt. Có thể xem đi xem lại bài nhiều lần, có đội ngũ tư vấn hỗ trợ bên cạnh rất là tốt. Và hiện tại là thầy hệ thống cái bài của thầy nó rất là phong phú đa dạng, nó có thể còn nhiều hơn cả thầy dạy ở ngoài, ở ngoài thầy dạy thật trực tiếp, thầy còn chưa chắc đã dạy kỹ bằng giờ học ở trên này cơ, được chưa? Thế nên học vừa hiệu quả vừa tiết kiệm lại rẻ. Theo thầy thì kể cả mình có khó khăn, người ta gọi là gì ấy nhỉ, có vất vả túng đói đi đến mấy chăng nữa thì theo thầy thấy với học phí bây giờ và với xu hướng ngày nay thì cái việc học theo thầy, học online là một cái rất là tốt các em ạ. Theo thầy nghĩ là như vậy, các em cố gắng mà để ý mà bắt cơ hội, được chưa? Năm nay là còn có thầy dạy đấy, chưa về càng về sau nữa. Dĩ nhiên thầy cô thì rất là nhiều, được chưa? Nhưng mà quan trọng nhất là mình học tốt và hiểu bài ấy, thì nhiều thì không phải là nhiều đâu, khó lắm, được chưa? Theo thầy là thầy. Đó, bạn nào theo thầy được từ năm lớp 10 đến giờ rồi thì thôi chắc thầy không phải nói gì. Như bạn nào mà mới học các thứ cơ thì hãy cố gắng để ý tham khảo và xem phản hồi từ các bạn khác. Nói chung á, là thầy với thầy thì mình nói chung ấy, mình thì mình cũng không dám nhận là kinh nghiệm hay là gì đúng không nhỉ? Quan trọng nhất là các em nên học thử và cảm nhận là tốt nhất. Chứ nói không thì nhỡ hợp với bạn này mà không hợp với bạn khác thì sao? Ôi giời, thầy kể cho một cái câu chuyện hôm qua hay lắm. Hôm qua lên xem một số cái bài trên YouTube ấy. Mấy cái bạn trên, các bạn trên Facebook thì thầy rất là yêu quý. Nói chung là các bạn ấy đều đặt theo dõi và chế độ xem trước của thầy hết rồi. Nhưng mà những cái bạn ở trên YouTube ấy, ôi giời, sợ lắm. Nhiều bạn ấy chưa nghe bài của thầy bao giờ. Có những bạn vẫn nghe giọng của thầy lạ quá. Thế nên là có một số bạn còn cái gì ấy nhỉ?
mình không nói là nó mắng mình vì nó không có quyền mắng mình, nhưng mà nó nói một cái câu rất hay, đó là ôi giời ơi, sao tao cứ nghe thấy giọng của cái thầy này cất lên mà tao lại cảm thấy ghét thế chứ nị. Rồi thế là mình đành phải, người ta gọi là ngậm cười. Ngậm cười mà thực sự thầy cũng chả bảo gì. Ấy, có những người mà người ta cảm thấy hợp thì chả sao, nhưng mà cái người nào mà nhỡ mà người ta mà chẳng may, thôi xin lỗi tí, nếu mà cảm giác mà thấy không hợp thì thôi, thôi cũng lỡ rồi, mình cũng lỡ đứng cái trên này rồi, thông cảm cho, được chưa? Mình cũng lỡ đứng trên này rồi, được chưa? Học hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, được chưa? Được chưa? Cẩn thận đấy nhá. Có thể thấy rằng là em có hỏi các anh chị đi trước ấy, chỉ cần mỗi một lần bật một bài giảng, nghe cái giọng thầy một phát là người ta biết ngay là thầy, được chưa? Vì mình không giống với ai và mình chả lẫn với ai cả, được chưa? Các em có cẩn thận. Ok, thầy kể thế cho nó nghe cho nó vui thôi, chả coi như là để cho buổi tối nó thêm vui vẻ, được chưa nào? Rồi bây giờ các em, các bạn và các em có thể giúp thầy chia sẻ bài giảng về Facebook của mình nhé. Không sao đâu, rồi chưa? Hôm nay thầy đã soạn hết tất cả các thứ đầy đủ ở trên này rồi. Hôm nay thầy sẽ không ghi cái gì cả cho nó mỏi te, được chưa? Hôm nay thầy đã soạn hết các thứ rồi, thế nên là mình không việc gì phải vội cả, được chưa? Rồi, giúp thầy chia sẻ về Facebook của mình nhé. Xin chân thành và cảm ơn rất là nhiều. Các bạn và các em thân mến, thầy cho chúng ta cùng mở trang bài phương trình lượng giác cơ bản là bài số 2 trong sách giáo khoa. Các em cùng mở trang số 28. Trong này của chúng ta gồm có 7 bài tập, được chưa nào? Có 7 bài tập. Thì các bài tập trong sách giáo khoa thì thực ra thì xem thì nó cũng không phải là khó quá, nhưng mà nó cũng không dễ lắm. Nhất là một số cái bài mà có cái điều kiện, một số cái bài toán mà có cái điều kiện mà nó không cơ bản lắm ấy, thì các em đòi hỏi phải có kiến thức nâng cao hơn. Đó là các kỹ năng kết hợp nghiệp, loại nghiệp. Thầy tin tưởng rằng là rất nhiều bạn còn, thầy cá với em rằng là nhiều bạn còn chưa biết cách kết hợp mới là loại nghiệm, mới giải giải cái, nói chung là giải những cái điều kiện, thì thầy có thể thấy rằng là nhiều bạn vẫn còn đang lúng túng và phân vân. À, chính vì thế mà trong bài giảng này chúng ta sẽ được thầy trợ giúp hai cái thứ nhất đó là ôn lại về các cái phương trình lượng giác cơ bản, và cái thứ hai của thầy trò chúng ta đó là các em sẽ được học cái khả năng cái kết hợp luận nghiệm, được chưa nào? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên. Có quá nhỉ, lại nách lại đi đâu ấy. Đây. Mình lại quên, mình để cuối cùng ở đây. Ok, đây rồi. Rồi ok, đây. Đây rồi. À, nào bắt đầu nào. Các em ngắm giúp thầy một số cái phương trình như ở trên bảng đi. Được chưa? Rồi, sau đó bắt đầu, bạn nào làm rồi thì rất là tốt, còn bạn nào mà chưa làm là các em tập trung lên bảng thầy dạy cho. Thực ra thì những cái bài này thì nó cũng không khó quá, không phải là khó đâu. Ở trong quá trình làm, nếu thầy cần chú ý gì thì thầy sẽ ghi lại. Và các em có thể mở ra, các em ghi vào đàng hoàng cẩn thận giúp thầy nhé. Được chưa? Ok. Hôm nay như là mưa gió nó bị cây đổ nhà đổ, hình như mạng nó đang yếu nên hôm nay trên YouTube chắc là không phát được thật. Một số bạn đang hỏi là trên YouTube có phát không. Các em lưu ý là mọi khi là Facebook và YouTube phát nó đồng hành đấy, nhưng mà hôm nay chắc là mưa to gió bão, cây đổ nhà đổ, sắp chết hết cả rồi đấy. Thế nên là hình như mai có một số trường được nghỉ học đúng không, hỏi thầy vừa thấy thông báo nghỉ học ấy. Ai đang chỗ nào mưa to mai nghỉ học ấy, được chưa? Sướng nhà, căng rồi thôi, cây đổ cũng chả sao, ngồi ở nhà học bài của thầy, được chưa? Không cần phải đi đâu cả, ra ngoài đường cho nó cây đổ người ra, được chưa? Bài số 1. Nên là các em bảo bạn nào mà đang không thấy trên YouTube, bảo các bạn kéo hết, chia sẻ về cho bạn ý, kéo hết vào đây nhé. Hôm nay tí nữa trên YouTube thì thầy phát lại sau nhé, được chưa? Nào, chúng ta có kỹ 4 phương trình ở đây rồi. Thì bây giờ các em cố gắng ở nhà học kỹ các cái kiến thức giải cơ bản trước. Các em lưu ý các bài giảng trước đó của thầy thì thầy đã dạy cho mình công thức nghiệm rồi, được chưa? Chúng ta có thể xem lại giúp thầy trước nhé. Bây giờ là đến vào năm học thì thầy sẽ giúp cho các em chữa cẩn thận và rút kinh nghiệm từ những bài sách giáo khoa. Thầy thấy điều này là phù hợp và cần thiết dành cho tất cả các bạn học sinh.
Em đừng có nghĩ những cái bài này dễ, nó không dễ lắm đâu. Nghĩ dễ à? Được chưa? Ok. À, bắt đầu câu đầu tiên nhá. Câu đầu tiên. Câu A trước nhá, câu A. À, các bạn và các em thân mến, câu A, sin của x cộng 2 bằng 1 phần 3. À, chúng ta có một vài cái điều vui vẻ xảy ra ở đây như sau. Cái thứ nhất, ta nhận ra rằng là đây là phương trình cơ bản sin u bằng m. Nhưng mà cái số m 1 phần 3 này thì nó không được đặc biệt cho lắm. À, có công nhận không? Làm gì có cái sin của cái góc gì mà đẹp đẹp mà nó lại ra được 1 phần 3 nhỉ? Xấu quá. Khi mình ngồi mà mình bấm shift sin 1 phần 3, mình thấy hiện ra lẻ toét. À, thì trong đầu mình lóe ra bài này là sử dụng gì nhỉ? Arcsin đúng không? Arcsin. Bởi vậy bài toán có hai họ nghiệm. Sin u bằng m thì u bằng arcsin m cộng k2π. Như vậy ta có một nghiệm là arcsin 1 phần 3 cộng k2π, một nghiệm là pi trừ arcsin 1 phần 3 cộng k2π. Phương trình nghiệm sin thì một nghiệm là alpha, một nghiệm là pi trừ alpha. Trong trường hợp này alpha xấu số quá không thích ghi. À, thế thì ghi arcsin cũng được. Chả sao. Sách giáo khoa người ta đưa ra cái này mình phải theo cái này thôi. Như vậy kem nhanh chóng chuyển vế rút gọn thì kem sẽ có hai chuyển sang đây. Được không? Em sẽ thu được ngay. Đó là âm 2 cộng với arcsin 1 phần 3 và pi trừ 2 trừ arcsin 1 phần 3. Dĩ nhiên chúng ta không được quên cộng đuôi k2π với k thuộc z. Được chưa? À, đến đây thì chúng ta có thể kết luận được rồi. Vì đến đây là chúng ta đã giải xong. Họ nhiều bạn hỏi đến đây em có phải làm gì nữa không? Nhiều bạn còn bảo là thưa thầy, em có lấy cái 1 phần 3 này em trừ 2 có được không? Thôi xin đừng nhá. Cái 1 phần 3 này là nó đang nằm ở trong cái này. Còn những cái này là nó nằm ở ngoài thì để nguyên đấy giả thầy. Không cần phải lè lọ lọ chai nhét nó vào trong rồi này lọ đâu nhá. Cấm cấm cấm. Các cái ý để nguyên hết ở đầu và kết luận luôn là xong. Xong còn làm câu khác. Kết luận phương trình đã cho có hai họ nghiệm là cái này và cái này. Đỡ phải đọc mỏi miệng, được chưa? Có hai cái chú ý dành cho các em trong trường này. Một là nếu như giá trị m xấu quá dẫn đến góc lẻ thì dùng arcsin. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta không được quên cái điều kiện k thuộc z và kết luận. Thầy làm thường rất là cẩn thận. Thế nên là các em hay kể cả có thầy cô các em cũng chưa chắc là cẩn thận bằng thầy. Đã học theo thầy thì nói chung là cái gì cũng cẩn thận. Nhưng mà từ sau giờ đi, thầy cho phép là các em nếu hiểu bài rồi, các em cũng không cần ghi kết luận nữa cũng được. Nhưng mà nhất là đối với những cái bài tự luận chẳng hạn, được chưa? Khi mà các em không kết luận thì người ta sẽ chưa biết câu trả lời cuối cùng của bạn là gì. À, giống như đi thi Ai Là Triệu Phú ấy. À, chưa kết luận cuối cùng năm sau người ta biết được, nhỡ chỉ viết linh tinh như này, biết được thỏa mãn hay là loạn. À đấy, như vậy là chúng ta cũng đừng có quên thầy đã ghi màu vàng rất là đẹp, được chưa? Màu vàng như là vàng ấy, rất là đẹp, được chưa? Vàng như nghệ ấy, rất là đẹp. Từ sau giờ đi chúng ta cứ thế theo cách trình bày thế này của thầy mà làm. Nhớ chưa? Chỉ cần làm thế này thôi, không cần làm dài hơn đâu, làm dài hơn nữa cũng chả được thêm điểm đâu, được chưa? Bài số 2. Tiếp tục. Sin 3x bằng 1. Đối với cái phương trình mà có đuôi là 0 hoặc là cộng trừ 1, ta biết rằng là đây là những phương trình đặc biệt chỉ lấy với một họ nghiệm. Vì hai họ nghiệm sau khi kết hợp lại chỉ còn có một mà thôi. Như vậy, chúng ta lấy máy tính bấm shift sin 1 thì chúng ta sẽ thu được đó là k pi chia 2. Chúng ta sẽ thu được pi chia 2. Nên bài toán này chúng ta sẽ có cái họ nghiệm là pi chia 2 cộng k pi. Có một họ thôi. Nếu các em có lỡ lấy pi trừ pi chia 2 thì nó cũng thế, hai anh em sinh đôi với nhau. Bởi thế phương trình này chỉ còn có một họ nghiệm. Xin nhắc lại, đuôi vẫn là K2π. Nhanh chóng chia 3 xuống. Thì chuẩn bị có nhiều đứa lại lấy máy tính bấm. Thôi xin đừng nhá, đừng 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 cấm nhá. Nhét thêm cái số 3 xuống dưới chỗ này này. Thì ta sẽ có là pi chia 6 cộng K2π chia 3. Và đến đây đàng hoàng tự tin kết luận. Phương trình đã cho có một họ nghiệm là như lẻ. Đấy. Bài toán này không có điều kiện gì, giải xong bao nhiêu, ôm hết người đấy là xong. Có ai thắc mắc gì không? Không đúng không? Được chưa? Thầy làm mẫu cho như thế này là sau có thế mà làm theo. Ổn không? Đúng chưa? Đấy. Mình phải công nhận rằng là tuy là hơi mất công phải soạn bài một tí nhưng mà về sau thầy cảm thấy học nó vừa hiệu quả, nó lại vừa nhanh mà nó lại vừa xịn. Được chưa?
Thế nên là em biết là phải soạn những cái này là thầy mất nhiều thời gian lắm đấy, mày cứ tưởng đâu, được chưa? Để đầu tư thời gian công sức được cho một cái gì lúc nào cũng chỉ mong cho học sinh của mình nó được tiếp cận một cách hiệu quả tốt nhất. Thế mình phải lúc nào cũng phải nghĩ ra những cái cách hay nhất. Đấy, em thấy không? Thế nên luôn luôn bài của thầy là nó đầu tư nhiều lắm, được chưa? Thầy phải cố gắng lắm dạy như thế này. Nên em cố gắng đừng có để làm phụ công mất cái những công lao công sức của thầy nhé, nhớ chưa? Thầy em bảo không à, bạn nào có gì hỏi hỏi đi, quên mất, nếu ai mà hỏi gì thì cứ hỏi nhé, xong trả lời, được chưa? Bắt đầu thấy tương lai tươi sáng rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Xin trong máy tính rồi, mấy cái bài này tự lấy máy tính ra bấm thì không có thời gian để hướng dẫn lại cái chỗ này đâu, vì các bài giảng trước thầy đã dạy rất nhiều cái chỗ ý, thầy đã nói rồi. Cái chỗ xin ở đâu ra hỏi cái đứa bên cạnh nhá, được chưa? Bây giờ còn không biết nữa, được chưa? À, tiếp đi, tiếp. Còn cái gì cần hỏi nữa không? Hỏi nốt nào. Rồi, các bạn vào sau Kem lưu ý để ý vào nhé. Được chưa? Xin chào các bạn và Kem. Được chưa? Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, nhớ để ý vào nhé. Được chưa? Tiếp. Chưa cô rẻ em méo biết đâu có số 6 toàn tự hiểu. Không cô rẻ như siêu nhân mà không hỏi có hiểu không? Rồi, thầy dạy phát hiểu ngay. Ôi giời, tất nhiên rồi rồi ạ. Nói chung là tôi cũng phải tự hào một điều thế rằng là không phải là ai cứ nói một phát là hiểu ngay đâu các em ạ. Cái này là tùy từng người đấy, được chưa? Tùy từng người đấy. Không phải là ai cứ nói một phát là hiểu đâu. Có những người người ta nói dùi đục chấm mắm ké, nó cứ như là đổ vào tai cũng hiểu được đâu. Được chưa? Thế chỗ này thầy cố gắng nói đơn giản dễ hiểu nhất rồi. Cố gắng mà nghe nhé. Câu hỏi tiếp theo. Được chưa? Cảm ơn rất là nhiều, cố gắng để ý vào. Câu tiếp theo, Newton, nhị thức Newton sang chương sau nhé. Nếu mà các em muốn học sớm trước, em vào học khóa học của thầy thì học còn nhanh sớm hơn. Còn ở đây thầy hỗ trợ cho tất cả các bạn học sinh, kể cả những bạn nào không có điều kiện đi học thì mình cũng giúp luôn. Được chưa? Ngày xưa giờ mình vốn giúp đỡ người khác mà, được chưa? Thì mình cũng giúp luôn, được chưa? Em cố gắng để ý vào. Nào, phương trình số 3, sin của 2x trên 3 trừ pi chia 3 bằng 0 với đuôi phương trình bằng 0, đây cũng là một trong những trường hợp đặc biệt. Trường hợp này không những đã đặc biệt hơn bài trước ở chỗ có một họ nghiệm mà đuôi chu kỳ nghiệm của nó chỉ là k pi. Các em không được quên trường hợp này. Còn lý do giải thích tại sao, mời các em xem lại kỹ các bài giảng trước thì thầy cũng đã giới thiệu lý thuyết rồi. Thầy đã dạy là hai họ nghiệm nó khi kết hợp trên đường tròn nó chập là một rồi. Như vậy chúng ta sẽ có bài này, đó là bấm shift sin 0, lấy máy tính ra bấm shift sin 0, máy trả lời 0. Vậy chúng ta sẽ có 0 cộng k pi, được chưa? Đây là cái lỗi sai mà nhiều nhất nhiều bạn rất có thể xảy ra đấy. Kể cả nếu mà lỡ các em có ghi một nghiệm là 0, một nghiệm là pi trừ 0 thì thực ra cũng không phải là sai. Thầy thì thầy nghĩ là vẫn làm đúng. Có điều là kết luận cuối cùng chỉ có một họ nghiệm thôi. Các em làm ra hai thì người ta vẫn bảo thừa. Có hiểu ý của thầy không? Bởi thế mà các em vẫn phải giải chính xác, vì sách giáo khoa đưa ra thế nào ta phải học đúng. Như vậy bài toán này chúng ta chỉ việc hai cái anh chàng này đồng mẫu 3, các em hự 3 lên đây một phát này, như vậy các em có k 3 pi. Sau đó các em nhanh chóng đưa cái bác pi này sang bên phải thì chúng ta chia 2 xuống một cái là chúng ta cảm giác thấy là ra pi chia 2 cộng k 3 pi chia 2 ngay. Đây là k 3 pi nhé, chia 2, không quên nhé. Có đơn giản không? Kết luận phương trình đã cho chỉ có một họ nghiệm mà thôi, nhớ nhé. Nếu mà trả lời hai họ nghiệm thì thực ra cũng chả sai, nhưng mà nó không được chính xác hoàn toàn thôi. Cái gì nó cũng phải đi đến đích cuối cùng. Nên cũng giống như là đọc trong Edugawa Conan ấy. Nói chung ấy là cái gì nhỉ, các thứ thì cái gì đấy, nhiều giả thiết các thứ chỉ ở đâu, manh mối à, rất nhiều các dấu vết xung quanh có thể có nhiều, hung thủ chỉ có một mà thôi. Được chưa? Xung quanh nghi ngờ và manh mối xung quanh có thể có rất nhiều, nhưng hung thủ chỉ có một mà thôi. Được chưa? Có một mà thôi. Chỗ này phải để ý nhé. Chưa? Bạn nào làm ra hay thì cũng tí nữa nó cũng ra thế này thôi. Như vậy câu C là xong. Ok. Trong một tiết học khác, thầy trò chúng ta sẽ được học kỹ năng kết hợp nghiệm một cách kỹ càng hơn nữa. Thầy sẽ dành hẳn tặng cho mình một tiết phần kết hợp nghiệm không có trong sách giáo khoa, nhưng hẹn kem vào một cái buổi nào khác sau đó thầy sẽ dạy kỹ hơn nếu mà nhiều bạn có thắc mắc về vấn đề đó. Ok không? Ừ. Bây giờ D nhá.
Phương trình D có một đặc điểm mà các em phải nhận ra rằng đó là trong này người ta có chứa đơn vị là độ. Những câu hỏi về độ ít khi xảy ra trong thi, nhưng mà vẫn có thể có. Nếu chơi vi độ thì ta phải hiểu rằng bi là tương đương với 180 độ. Như vậy K hay bi là K360 độ. Bởi vậy bước 1 các em phải lấy máy tính, bấm. Các em phải để máy ở Shift Mode, Shift More 3 ấy. Máy nó hiện ra cái chữ D là độ, tự bấm đi, không có thời gian chỉ cho chỗ này nữa đâu. Thì lấy máy tính bấm Shift Sin của căn âm căn 3 chia 2, máy trả lời chúng ta sẽ có đó là âm 60 độ. Như vậy trong trường hợp này thầy ghi cẩn thận hơn. Nếu mà ghi cẩn thận hơn thì các em có thể ghi cho thầy thêm một cái bước đó là sin U bằng sin alpha. Thầy thiết nghĩ rằng mấy kia thông minh rồi thì bỏ luôn cái bước này đi cho nó đỡ mệt mỏi, được chưa? Chả qua là bấm thì nó ra cái này. Với cái giá trị âm căn 3 trên 2 nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 thật thì trường hợp này nó không phải rơi vào những cái trường hợp có một nghiệm mà chúng ta lấy hai họ nghiệm bình thường. Các em sẽ có đó là sin U bằng sin V, U bằng V, U bằng 180 độ trừ V. Không có bi bủng gì đâu nhá, mai 20 độ lôi bi vào đây, cô gạch bài đừng có hỏi tại sao nhá. K360 và nhanh chóng rút gọn đi thì ta có như sau. Nợ 60, nợ 20, nợ 80. Trừ trừ hóa cộng 240 trừ 2 220. Chia đôi ta có âm 40 và 101. Chỗ này chia hai xuống ta có K108 là hợp lý rồi. Kết luận của bài toán là chúng ta có hai họ nghiệm. Bạn nào làm rồi thì em có thể so sánh lại kết quả. Còn nếu như mà em cảm giác thấy mà em vẫn chưa tự tin thì em cứ tí nữa em cắt màn hình lại rồi em chép lại cũng được, không sao cả. Đây thầy hướng dẫn mẫu cách trình bày. Có hiểu không? Mà thôi, cũng không cần phải ghi đâu. Nghe thầy đọc hiểu thế phát là tự nhiên hiểu rồi. Tí nữa làm các bài tập khác nữa đi, mở sách bài tập rồi hoặc là mở thêm tài liệu tham khảo ra mà làm thêm nó sẽ tốt hơn. Nhớ chưa? Cái này có ai thắc mắc không nào, nào hỏi không nào, cái gì ai thắc mắc thì hỏi nào. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Được chưa? Thầy dạy khá dễ hiểu, cảm ơn rất là nhiều. Được chưa? Tiếp tục nào. Được chưa? Nhiều bạn học xong cái này rồi thì em nhớ hướng đem chia sẻ cho các bạn khác học nữa nhé. Được chưa? Ôi dồi, Tịnh Tiến dạy rồi, hôm trước vừa không xem live stream mà. Hôm trước live stream phần Tịnh Tiến dạy rồi nhé, xem lại nhé. Được chưa? Thỉnh thoảng lên YouTube, tại vì một số cái bài giảng mà dạy xong rồi em lên YouTube của tuyển sinh247.com hoặc YouTube thầy Công Chính để xem lại một số bài giảng thầy đã dạy nhé. Cảm ơn. Được chưa? Bây giờ hiểu rồi đúng không? Tịnh Tiến hôm trước dạy rồi nhé. Cố gắng lên. Rồi. Tiếp tục nào. Chúng ta như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Xong nhá, kết thúc thành công ở đây. Cái chỗ này chú ý nhá, không để mai kia người ta lại bảo là lúc độ lúc bi, người ta lại bảo là độ ta không độ nàng đấy, ghê lắm. Được chưa? Người ta ở độ đề bài không độ đáp án là thôi đấy. Nào. Bài số 2. Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y bằng sin 3x và y bằng sin x là bằng nhau. Một câu hỏi thì là về nội dung hàm số nhưng mà thực ra thì lại là giải phương trình. Các em đều biết rằng bài toán này bản chất là đi tìm nghiệm của phương trình cho hai cái ông y này bằng nhau. Như vậy ta ghi x đặt ra muốn thỏa mãn yêu cầu bài toán thì khi và chỉ khi đó là cho hai ông này bằng nhau. Do đây là phương trình lượng giác cơ bản nên chúng ta sẽ có U bằng V, U bằng Pi trừ V theo đúng phương trình nghiệm sin chúng ta vừa học xong. Rút gọn nhanh chóng thì thầy trò chúng ta thu được 2x bằng K2Bi, 4x bằng Bi cộng K2Bi. Nhanh chóng chia đôi xuống là các em thu được KBi và chỗ này là Bi chia 4 cộng KBi chia 2 với K là số nguyên. Bởi vậy chúng ta sẽ có kết luận của bài này như sau. Conclusion, được chưa? Vậy với x bằng KB hoặc KB trên 4 cộng KB trên 2 thì giá trị của các hàm số này là bằng nhau. Thầy làm có chỗ này thầy còn có cảm giác còn cẩn thận hơn cả hồi lớp 9 ấy. Nhưng mà nguyên tắc là cứ như thế mà làm. Được chưa? Bài này có ai không hiểu không? Thực ra bài này chỉ là giải phương trình lượng giác cơ bản thôi. Được chưa? Thì mình cứ thế mình cho nó bằng nhau thôi. Được chưa? Thế là xong nhé. Ok. Chỗ này hiểu chưa con? Chỗ này rất là đơn giản thôi.
Được chưa? Những cái chỗ này nhiều bạn cũng đã học rồi, thầy xin phép là thầy nói nhanh hơn một chút. Tại vì chỗ này là học qua rồi, cố gắng để ý vào. Những cái chỗ này rất là đơn giản, cố gắng tự giải nhé. Tiếp tục bài tập số 3. Đây là bài tập số 3. Chúng ta sẽ có 4 phương trình cốt, đúng không? 4 phương trình cốt. Những phương trình nào dễ rồi thì em có thể tự giải được, còn một số cái chỗ nào mà khó thì thầy sẽ chú ý cho. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào phương trình đầu tiên, tương tự như là phương trình sin vậy. Được chưa? Câu A. Cốt của x trừ 1 bằng 2/3 với một mô típ quen thuộc giống như ở bài tập số 1 thì cây số 2/3 là một cây số có nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 nên phương trình vẫn có nghiệm nhưng lại không phải là giá trị đặc biệt. Tương tự arc sin, ta sẽ sử dụng arc cos. Có một điều đặt ra cho chúng ta đó là phương trình cos thì có hai nghiệm đối. Nếu alpha là một nghiệm thì trừ alpha cũng là một nghiệm. Bởi vậy chúng ta sẽ có cộng trừ arc cos cộng k hay b. Có một điều hay ho xảy ra đó là một số bạn nếu như em không thích viết hai dòng thì em viết luôn giúp thầy cộng trừ ở đây thì cũng không sao. Được không? Cộng trừ arc cos, đuôi là k hay b. Và các em sẽ có đó là chuyển vế sang thì em sẽ thu được hai cái nghiệm như thế này. Các em chuyển vế sang, em nên viết cái hàng số ở đầu ấy, đừng viết vào sau. Nguyên tắc là cứ cái gì dấu này, số này, ngắn gọn, cái gì ngắn viết trước, cái gì to, dài, các thứ viết sau. Nhớ chưa? Đây là nguyên tắc rồi. Hiểu không? Mai kia nó lẫn vào cái số 2/3 này là tỏm đấy. Được chưa? Kết luận, chúng ta có thể viết tắt một tí thế này không sao. Nhớ chưa? Chỗ này thì chấp nhận được. Chắc chỗ này hiểu rồi đúng không? Lưu ý một lần nữa, cốt có hai nghiệm đó là cộng trừ. Chú ý là chỗ này không nên nữa, bởi tại vì bấm shift sin shift cos 2/3 nó vẫn lẻ mà, giống như ở bài sin ấy. Ok. Nhưng viết arc cos là tốt nhất, arc cos. Arc cos thì nó cũng chính là shift cos chứ còn cái gì nữa, thầy có dặn các em rồi. Thực ra arc sin arc cos thì chỉ là hình thức khác của việc viết shift sin với shift cos thì có cái gì. Hiểu đơn giản thế thôi thì nó đỡ đau đầu không? Đúng không? Như vậy câu A là xong. Nhiều bạn cứ hỏi arc cos là cái gì. Thế thì mình cứ hiểu rằng arc cos đó là shift cos đi, nhưng mà mình không thích viết thì mình viết như thế này thì sao, đúng không? Thực ra arc cos thì nó là hàm ngược của hàm cos, nhưng mà thôi các cái lý thuyết hàm xuôi hàm ngược chả cần quan tâm, được chưa? Chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi, nhớ chưa? B. Với phương trình cos u bằng cos v, phương trình này người ta cho độ cos 3x bằng cos 12 độ, thì các em nhanh chóng có hai họ đó là đây. Chậm này thì thầy cho phép bây giờ viết tắt luôn này một tí cũng được, không sao đâu. U bằng cộng trừ V cộng K360, các em nhanh chóng chia 3 xuống đây giúp thầy. Thì em sẽ có đó là 4 độ, cộng trừ 4 độ và chỗ này là K120. Kết luận của các em đây. Như vậy em có phát hiện ra một điều đó là sách giáo khoa thì những cái bài đầu tiên nó rất là dễ không? Những cái bài này các em phải cố gắng mà ra lớp mà lên bảng và kiếm điểm nhá. Ngày xưa ấy, kể cả thầy có điểm rồi thì vẫn lên bảng bình thường. Ôi ngày xưa nhá, thầy có những bao nhiêu biết không? Có những 5 điểm miệng liền, ủa rồi ôi. Ngày xưa thầy có những 5 điểm miệng liền, khói cần phải kiểm tra 15 phút, được chưa? Khói cần kiểm tra 15 phút. Mà ngày xưa cô giáo của thầy cũng vui phết ấy. Mình cứ có điểm rồi cô vẫn cứ đợi cái bài nào mà hay hay khó khó, cô cứ rình lúc mình mà không giơ tay lên bảng và phát là tự nhiên có điểm rồi cô vẫn gọi như thường. Lên bảng mà không làm được là cô vẫn cho một như thường, rồi sợ thế. Cô rồi ngày xưa cô vui tính, ơi là vui tính, sợ thật, được chưa? Chuyện ý là chuyện bình thường, thế là mình lại phải sớn xác lần sau mình lên. May là thầy chưa bị lâm vào tình trạng ý, nhưng mà cái bạn ngồi cạnh thầy ngày xưa thì có bị tình trạng như thế thật. Khổ quá, có điểm rồi anh chàng đang có 10 điểm rồi, sau thế nào cô dí lên cô bảo cho luôn con không vào sổ. Thế là lần sau cô lại hẹn cô bảo thôi lần sau lên bảng 2 lần nữa để cô xóa cho con không nhé. Đấy, thế là anh chàng lần sau anh chàng phải sớn xác lên bảng, vì cô giáo nghĩ rằng là các bạn giỏi bạn ấy có điểm, bạn ấy lười không lên thì cô có phải dọa thế mới chịu được đấy. May là thầy có điểm, thầy vẫn chăm lên bảng như thường. Thế nên mình có luôn 5 điểm miệng liền. Ôi dồi ôi, mình thật là tự hào về mình. Rồi ok ok, chịu khó mà lên một tí các em ạ. Thì đầu năm nó còn dễ, càng về sau mày chết. Mày không lên, về sau cô lại gọi, cô rình sổ lên đau tim lắm. Đừng có để bệnh sĩ chết trước bệnh tim nhá. Được chưa, làm thế nào thì làm. Được chưa? Rồi thầy hướng dẫn cho thế này rồi, hôm sau mà không 10 được nữa thì thôi, thầy nói thật với em phí học của, được chưa? Nào, đối với cái âm 1/2 thì lấy máy tính bấm hộ thầy shift cos của âm 1/2. Đúng không? Âm 1/2 thì chúng ta sẽ có là cộng trừ 2b chia 3, em lấy máy tính bấm. Thì chúng ta sẽ có bấm shift cos của cái ốc này thì chúng ta ra 2b chia 3.
dẫn đến họ nghiệm của mình sẽ là một ông là 2pi chia 3, còn một ông là trừ 2pi chia 3. À, cái chỗ này thì nó hơi bị dính vào phân, hơi bị ghê. Nhìn thấy trước mặt chúng ta là rất nhiều các cái đống phân thức, rất là sợ, được chưa? Bởi thế mà các em chỗ này phải quy đồng thế nào cho nó khéo thì các em có thấy không, nó rất là nhiều phân, nó cứ lòi tòi ở dưới này, đó, rất là nhiều phân. Thì công việc của em ấy là bây giờ em phải gánh hết phân ra ngoài đồng, được chưa? Em phải đưa hết các cái bác phân này, em phải đồng mẫu hết đi, được chưa? Được chưa? Phải gánh hết mấy cái đống này ra ngoài đồng. Sau khi gánh hết xong thì chúng ta dọn dẹp sạch sẽ các đống này, thì chúng ta sẽ chỉ còn kết quả như sau. Các cái bước mà dọn dọn vườn, dọn phân, dọn gì đấy thì viết ra nháp, vì câu viết vào vở cũng chả được thêm điểm, được chưa? Thầy lưu ý rằng là chỉ cần làm ngắn gọn thế này thôi, về sau cái bước này cũng bỏ đi, chỉ cần viết hai cái bước chính này thôi. Còn cái nếu mà chẳng may mà thầy cô nào bắt bẻ quá thì thực ra là cũng hơi khắt khe, nhưng mà thôi, thầy thì thầy không cần, theo thầy thì chỉ thế này thôi, được chưa? Chữ trực tiếp che chữ đi rồi à? Ừ thì chết, được chưa? Bộ phận kỹ thuật em để ý cái chỗ này có cái chữ trực tiếp nó bị che mất chữ nha, bạn nào để ý nhé. Cái chỗ nào che mất chữ để thì dịch cái này sang bên này giúp thầy một tí nào, được chưa? Cho đỡ mất chữ. Rồi bạn nào thấy có cái gì không hiểu thì họ bảo nhé, có chỗ nào bị che chữ à? Rồi xem nhìn được chưa? Được chưa? Xem có bị che gì nữa không? Đấy. Rồi ok nhá. Xong, như vậy bài này chúng ta có kết luận như sau. Đây là kết luận của thầy trò chúng ta. Bài này của chúng ta có hai họ nghiệm như thế này. Các em nhớ giải chỗ này giúp thầy cẩn thận. Chỗ này bây giờ là mấy giờ rồi còn phải giúp đỡ cái chỗ này nữa, đúng không? Cái chỗ này về nhà mà bảo các cô giáo cấp 1 thể hiện dạy cho, nhớ chưa? Không là mai kia không có thời gian để mà ngày xưa mình đi học kiểu gì, bây giờ mà mình không rút được mấy cái này nữa là thầy chịu đấy nhá. Được chưa? Không ai dạy chỗ này được đâu. Được chưa? Về nhà mà quy đồng. Nhớ đấy. Được chưa? Tiếp tục nào. D. Đối với cái câu D này thì vẫn che mất câu hỏi á, và chúng ta xem nào. Chúng ta để nó có cái chữ trực tiếp nó bị che mất vào bài đấy, được chưa? Câu D. Nào. Với phương trình cốt bình của 2x bằng 1/4 thì các em để ý giúp thầy. Được chưa? Cốt bình 2x bằng 1/4. Đây, chúng ta để dịch cái máy này một tí nhé, để xem nó có ổn không. Đây nhé. Không, chữ trực tiếp nó bị che vào ấy rồi. Để ý nhé, chữ trực tiếp nó che vào. Chữ trực tiếp nó cái này hạ thấp xuống một tí nữa. Không, là chữ này nó đã che vào cái chữ trực tiếp ở trên ấy, được chưa nào? Rồi. Bật màn hình ngang ra chắc không che. Được chưa? Trên điện thoại của các bạn thì nó lại có hơi bị ấy một tí. Ok ok. Nhìn được chưa các con? Nhìn được rồi đúng không? Rồi ok. Rồi bấm toàn màn hình đi nhé, không là chữ trực tiếp nó bị che đấy. Để ý vào. Tiếp tục. Rồi ok ok được rồi. Rồi. Với phương trình này thì thầy trò chúng ta không nên giải theo cách đại số, thầy bảo này. Có nhiều bạn đi giải theo cái hướng này thì cũng là một hướng thì cũng được, nhưng mà theo thầy thì thầy sẽ không thích giải kiểu này. Nếu mà kem giải khai căn thì chúng ta sẽ có cộng trừ 1/2, nhưng mà chết cái tí nữa nó sẽ sinh ra bốn họ nghiệm liền. Được chưa? Bốn họ nghiệm liền thì thôi mình bỏ cái trò này đi. Tốt nhất về sau là mình lên hạ bậc nhé. Mình không chơi cái trò này nhé, cấm không chơi cái trò này. Được chưa? Mặt thầy chết câu hỏi đâu che bao giờ. Được chưa? Rồi. Chúng ta không làm cái hướng này, vì làm cái hướng này nó không được vui vẻ cho lắm. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp hạ bậc, em lưu ý giúp thầy để cho chúng ta thu được ít họ nghiệm nhất. Vậy bài toán này chúng ta hạ bậc như sau. Xuất phát từ công thức cốt bình, chúng ta có cốt bình của A thì bằng 1 cộng cốt 2A chia đôi. Nhớ chưa nhỉ? Xin nhắc lại, cốt bình A thì bằng 1 cộng cốt 2A chia đôi. Quy đồng bỏ mẫu thì chúng ta sẽ thu được kết quả đó là cốt 4 bằng âm 1/2. Các em tự quy đồng bỏ mẫu nhé.
quy đồng bảo mẫu thì chúng ta chỉ cần thu được một, thế có phải là giải một phương trình có phải đơn giản không? Chỗ này phải để ý này. Đó, và tiếp tục đến đây. Úi giời. Thì đến đây thầy trò chúng ta sẽ thu được đó là cộng trừ 2b chia 3, cộng k2b và chia 4 xuống thì mình sẽ có đó là cộng trừ b chia 6 cộng kb chia 2. Cái này nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi đúng không? Và kết luận của thầy trò chúng ta là có hai họ nghiệm. Ok, ok. Chỗ này chúng ta để ý một tí là thầy viết tắt cái cộng trừ này một tí nhé. Như vậy kinh nghiệm đặt ra cho chúng ta một điều đó là trong quá trình học chúng ta nên sử dụng những công thức lượng giác để cho thu được phương trình nào mà thu được ít họ nghiệm nhất thì là tốt nhất. Không nếu mà giải theo hướng này xong tí nữa lại sớn xác ngồi kết hợp các họ nghiệm, ôi dồi ôi vui lắm. Được chưa? Thì đến cái bài mà học kết hợp nghiệm thầy sẽ dạy cho em tại sao lại có thể hợp bốn họ nghiệm lại được thành một. À bài này hợp thành hai chứ. Nhưng mà ở lớp thì chưa chắc đã có nhiều thời gian người ta giải thích cho mình các cái hướng giải khác đâu. Được chưa nào? Được chưa? Như vậy bài toán này chúng ta kết thúc là xong. Ok chưa? Đi theo những hướng này là tốt nhất này. Tiếp nào. Nào hiểu được chưa nào? Bài tập số 4. Bài số 4 rồi cả, nhanh nhỉ? Lúc nãy bây giờ mình đi hết bài 3 rồi đấy. À bài số 4. Bài số 4 người ta chỉ có một câu thôi. Nhưng mà câu này rất hay. Câu này là một câu có điều kiện. Thầy thiết nghĩ rằng là câu này em nên để ý vào về sau dễ thi kiểm tra. Đi thi người ta sẽ phải cho những cái rất nguy hiểm. Thí dụ như là cái bác này nó bị dính phân này. Đây phân số này, phân thức này. To tướng. Nên là những câu hỏi này rất dễ rơi vào thi với kiểm tra. Ta phải để ý là bài này chúng ta sẽ phải học cách kết hợp nghiệm. À loại nghiệm. À ok. Bây giờ giải cái này rất là dễ như sau. Với cái phân thức này mà muốn bằng 0 thì ta chỉ cần cho tử thức bằng 0. Nhưng chúng ta không quên đặt điều kiện là mẫu phải khác 0 nữa. Ok. Như vậy bài này giải cos 2x bằng 0 và sin 2x khác 1. Khi giải thì các em nên giải theo một hệ giống như thầy thì sẽ tốt hơn. Còn nếu không ý, thì thầy bảo này. Thực ra ý, có nhiều cách trình bày. Có nhiều cách trình bày. Các em cũng có thể ghi cái... Ui, từ. Các em cũng có thể ghi cái... sorry, cái chỗ này bỏ lỗi. Đó, ok. Em cũng có thể trình bày theo cái hướng hướng khác thì ra được. Tức là em có thể ghi là đặt điều kiện cho... Em ghi là điều kiện xác định ở trên, thì em ghi là sin 2x khác 1, em giải riêng ra ngoài cũng được. Nhưng mà nó không được hay lắm. Vì khi mà em đặt rời điều kiện ra ngoài thì các phương trình em không ghi tương đương được. Em chỉ ghi là nó là suy ra thôi. Vì các cái phương trình khi đó là nó chỉ là phương trình hệ quả. Khi và chỉ khi có sự kết hợp của cả điều kiện rồi thì điều ấy nó mới là tương đương. Phải cẩn thận chỗ này nhé. Không là nó cũng phết. Thế thì cho tử thức bằng 0, mẫu khác 0. Khi mà mình có tử thức bằng 0 thì bây giờ mình lại phải học cái hướng biến đổi bài này. Bài này có một cái hướng rất là hay nhé. Đó là khi chúng ta thấy có cả cos cả sin ấy, thì chúng ta đổi luôn cái cos này ra thành hai cái sin thì chúng ta lại loại được một cái này. Nguyên nhân là do cos bình cộng sin bình của một góc là luôn bằng 1. Cos mà bằng 0 thì sin bình bằng 1. Thế thì dẫn đến đó là sin bằng cộng trừ 1. Nhiều bạn sẽ hỏi là thưa thầy, sao mình không giải ra cái họ nghiệm chỗ này, rồi mình giải cái điều kiện chỗ này, rồi mình vẽ cái vòng tròn ra. Ở thì cũng được đấy, nhưng mà tùy bài. Khi loại nghiệm thì nó có nhiều phương pháp. Ít nhất sơ sơ trong phần thầy dạy là phải có từ 3 phương pháp trở lên. Đó là phương pháp loại từ vòng gửi xe, phương pháp vẽ đường tròn lượng giác và phương pháp giải phương trình vô định nghiệm nguyên. Thì có thể nói rằng là phương pháp loại từ vòng gửi xe được coi là phương pháp đơn giản, nhẹ nhàng, hiệu quả nhất. Đó là giết nghe từ hồi còn trong trứng. À, phương pháp này thể hiện như sau. Chưa cần phải giải rõ họ nghiệm ra, mà tôi chỉ cần đổi cái phương trình đề bài thông qua điều kiện. Thế nhỡ mà bây giờ tôi chỉ cần thấy cái anh chàng nào mà nó vi phạm điều kiện một phát thì tôi vứt bỏ nó luôn. Xin nhắc lại một lần nữa, đi thi rất hay gặp cái trường hợp đó là cos bằng 0 thì sin bằng cộng trừ 1 và ngược lại. Chả thế cho nên chúng ta sẽ loại được ngay cái anh chàng số 1 này là thôi vứt ra ngoài kia, cho cái con gì nó gặm này vứt luôn ra ngoài kia. Vậy chúng ta chỉ còn cả cái phương trình này là chúng ta đã loại được nghiệm, người ta gọi là loại sơ cấp hay còn gọi là loại từ vòng gửi xe. À ha. Nếu mà em đợi giải xong mà em mới loại thì lúc ý mọi thứ nó đã rồi thì lúc ý vẽ cái đường tròn ra nhiều bạn sợ lắm, nó không làm được cái trò ấy đâu, nhiều đứa nó cũng có biết làm đâu. Được chưa? Thế thì chúng ta chỉ cần giải một phương trình thôi, đó là âm 1. Chúng ta sẽ có 2x bấm shift sin của -1 thì chúng ta sẽ có -b chia 2 cộng k2b.
dẫn đến đáp án là trừ bi chia 4 cộng k bi, và đáp án của thầy cho chúng ta đây có chỉ có một họ nghiệm thôi, hiểu chưa? Đấy, chuẩn bị từ nay lăm le giải hai họ nghiệm. Hai họ nghiệm, nếu mà các em không loại như thế này thì có một số bạn bạn định giải ra nghiệm xong bạn thay trực tiếp lên điều kiện thì cũng là một cách rất tốt, nhưng mà nó vẫn không được hay cho lắm, tùy bài. Cái cách thay trực tiếp vào điều kiện cũng là một cách rất là tốt, có thể nói là như vậy, nhưng mà tùy bài, được chưa? Có thể thấy là như vậy. À, nhìn sang đây thì chú ý cho một tí đây, nhìn sang đây, nhìn sang đây nhé. Đây, nếu giải theo cách khác thì cũng chả sao. Cốt 2x bằng 0, 2x bằng bi chia 2 cộng ga bi cũng chả sao. Ở dưới sin 2x khác 1, 2x khác trừ bi chia 2 cộng m2bi. Các em nên nhớ một điều, đó là nếu mà các em đã viết cả điều kiện và cả ấy, cả nghiệm, thì các em phải để, thường là nên để các chữ cái khác nhau. Thực ra thì chúng cũng đều là các số nguyên thôi. Em thích k, l, m, l, em thích cho cái gì vào thì chuyện này là bình thường, chả sao. Thỉnh thoảng em đừng có thấy lạ, người ta lại viết vào thầy ạ, nó ở lớp nó cứ viết là k, l, m, l, các bạn ấy viết em chả hiểu cái gì cả. Thì người ta muốn phân biệt cho nó đỡ trùng thì người ta viết thế là đúng, còn gì nữa, được chưa? Thì người ta viết là k, l, m, l là quyền của người ta, chả sao. Thế bây giờ giải ra cái này thì chúng ta sẽ có như sau. Đó là x bằng bi chia 4 cộng k bi chia 2, x khác trừ bi chia 4 cộng m bi k m thuộc z. Rất nhiều bạn bảo, thưa thầy, em có cảm giác rằng là cái, thầy hỏi là cái nghiệm này nó có thỏa mãn không? Thì nó bảo là, thưa thầy, em thấy cái này nó khác hẳn hoàn toàn cái này, thế em nghĩ là thỏa mãn, thì có được không ạ? Thì em thử nhìn lại vào đáp án mà thầy đã giải xem. Nếu em giải theo cách này thì đáp án của em ra là bi chia 4 cộng k bi chia 2. Ôi rồi, nó có giống của tôi đâu, nó chả giống tí nào cả. Thế nhiều bạn thắc mắc, quái quỷ nhỉ, sao mình giải ra cái này mà đáp án mình mở sách giải ra, à quên, đáp án mình xem các bạn ý giải hoặc là cô giải, mình lại thấy nó lại ra cái này, lượng giác lại quái quỷ nhỉ, được chưa? Thế chuyện what gì đang xảy ra ở đây? Đấy, cái lượng giác chết cái ở chỗ đó là giải ra một đằng, đáp án nó ra một kiểu. Và đến khi người ta hỏi có thỏa mãn hay không, mình cũng còn không biết là thỏa mãn hay không ý, được chưa? Đấy là cái khó nhất của lượng giác, giải ra rồi còn chả biết thỏa mãn hay không. Vì phương trình lượng giác khác hẳn phương trình đại số, nhìn thì tưởng khác nhưng mà hóa ra lại giống một nửa. Giống một nửa. Em có công nhận với thầy là trường hợp này là nó giống một nửa không? Em ghi thỏa mãn cũng sai mà em ghi loại luôn vẫn sai. Chết luôn. Chết luôn đi chứ. Ngày mà không nghe cái chỗ này đi ra lớp, mê thở quái nhỉ. Lúc thì nó thỏa mãn, lúc thì nó loại, mà ghi loại chả được, mà ghi thỏa mãn thì cũng không. Chết người luôn. Học cái lượng giác là ghê vào xử cái chỗ này này. Các em phải để ý nhá. Đây là một cái rất là ghê luôn đấy. Để ý chỗ này. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải học cách biểu diễn trên đường tròn lượng giác là thế đấy. Bước 1, bạn sẽ phải biểu diễn kia họ nghiệm bởi các điểm chấm tròn. Với chu kỳ là KB chia 2, chúng ta sẽ viết là K2B chia 4. Một đường tròn thì là K2B chia cho 4, có nghĩa là chúng ta vẽ được 4 điểm trên đường tròn lượng giác. Chúng ta sẽ có điểm thứ nhất xuất phát bởi k bằng 0, ta lắp vào đây thì ta được điểm bi chia 4. Đây là điểm thứ nhất. Cứ thế, mỗi một lần tính theo chiều dương, chúng sẽ hơn kém nhau bi chia 2. Chúng ta lật cánh sang đây, lật cánh xuống đây, và chúng ta có vừa đủ 4 điểm trên đường tròn lượng giác. Đây là 4 điểm biểu diễn họ nghiệm. Đấy là cái thứ nhất. Cái số 2, ta sẽ biểu diễn các điểm vi phạm điều kiện bởi các điểm xxx, được chưa? Các điểm gạch chéo, được chưa? Thì chúng ta lại phải học biểu diễn cái điểm này. Đây là điểm mb, mb thì tương đương với m2b chia 2, có nghĩa là chia đường tròn ra thành hai điểm, biểu diễn được hai điểm. Điểm thứ nhất trùng với trừ bi chia 4, tức là điểm này. Đây cũng chính là trừ bi chia 4. Đây là bi chia 4 thì xin nhắc lại, đây là trừ bi chia 4. Nó nằm ở chính cung ở cái chỗ giữa cung số cuối cùng ấy, là âm 45 độ. Đây tính theo chiều âm mà.
Và một điểm nữa là đối xứng với nó ở bờ bên kia. Đây điểm này này. Đây này. Cộng thêm 1 bi nữa. Mỗi một lần thì thôi, lần đầu tiên thì thay m bằng 0, lần thứ hai thì thay m bằng 1, cứ thế mà làm ấy mà, đơn giản lắm, nó ra cái điểm này. Thế gạch chéo bỏ hai cái điểm này đi. Thế đây gọi là cách biểu diễn trên đường tròn lượng giác. Kết quả cuối cùng chỉ còn giữ lại được hai cái điểm này. Hai điểm này chúng ta có thể dễ dàng đọc được, đó là điểm bi chia 4. Và xem cái anh chàng đối diện với nó cách nhau bao nhiêu. À, nó cách nhau đúng 1 bi. Vậy ta ghi K bi. Rất đơn giản. Chết rồi. Có cái điều gì đó nó đang sai sai ở đây. Kết luận của thầy làm đúng không nhỉ? Sao mình lại có cảm giác là mình làm có cái điều gì đó có cái gì nó đang sai sai ở đây không ấy nhỉ? Được chưa? À, mình đang thấy là mình có cái điều gì đó nó đang sai sai ở đây. Chứ rồi đợi một tí nhá. So sorry, để xem nó có cái điều. Thầy viết họ nghiệm thế này đúng chưa ấy nhỉ? Tới lẽ giờ mình viết mình không để ý là mình viết đúng chưa. Có thấy mà không vi chai cộng kavi, kavi chưa? Đúng rồi mà nhỉ? Có các em xem là thầy có viết sai. À, trời ơi, ngu quá. Chết rồi. Đây, thừa cái này. Rồi. Quái quỷ. Không đứa nào nhắc thầy. Được chưa? Không đứa nào nhắc thầy. Xin sorry, lúc nãy là mình viết thừa cái này một tí đúng không? Chết rồi, được chưa? Sai hết cả rồi, rồi ạ. À. Không đứa nào nhắc. Sai hết cả rồi, rồi ạ. À. Không sao, sai thì sửa, chả có gì phải sợ cả. Cũng thế mà. À thế thì. Thế thì xí xóa nhé. Bây giờ à thế. Tất nhiên là phải xí xóa rồi. Chi chẳng nhẽ này. Xin nhắc lại, do thầy viết cái điều kiện ở dưới là thầy bị viết thừa cái dấu trừ. Nên thầy xin phép là thầy sẽ biểu diễn lại một tí tẹo tẹo ở đây. Sai hết cả rồi, trời ạ. Không đứa nào nói cái gì cả. Cứ thế này chết. Được chưa? Trong lúc bối rối sơ suất xin phép được lượng thứ. Được chưa nào? Xin nhắc lại một lần nữa. Tôi lại nói lại một lần nữa, ai không hiểu tôi. Lúc nãy xin lỗi một tí là cái điều kiện tự nhiên tòi ở đâu ra cái dấu trừ. Khổ. Ơi là khổ, chưa giả đã lẫn. Khổ ấy là khổ. Không sao, chuyện này là hy hữu. Được chưa? Xin nhắc lại, bi chia 4 cộng k bi chia 2. 1, 2, 3, 4. Toang. Thật là câu chuyện buồn thật. Được chưa? Đây là một câu chuyện buồn, đây là một câu chuyện hài. Chả sao cả. Sai thì sửa, sợ gì. Chỉ sợ nhất là, sai không biết sửa mới sợ. Tiếp. Tôi đang nói dở cái chỗ gì? Tôi đang nói dở cái chỗ đó là bi chia 4 bị gạch mất rồi. Đây là bi chia 4. Suýt nữa, bảo nào mình bỏ quái. Đây, một điểm này. Điểm nữa đây này. Cộng k bi sang đây. Mất rồi. Vậy chúng ta còn thừa hai điểm này. Hai điểm này. Điểm này thì có vị trí là trừ bi chia 4 này. Đây chiều dương, đây chiều âm đúng không? Còn cái điểm này, thôi điểm này chả quan tâm. Mình cũng không cần quan tâm được cái điểm này nó bao nhiêu, kệ nó. Mình chỉ cần đọc cái điểm gần nhất với mình. Điểm gần nhất, gần với không nhất thì người ta chọn một trong hai điểm, người ta đọc điểm nào người ta đọc. Thích đọc điểm nào người ta đọc. Như vậy, bài này chúng ta sẽ có kết luận đó là điểm này gần hơn này. Trừ bi chia 4 cộng k pi k thuộc z. Đây, đúng chuẩn đáp án rồi. Không thể sai đâu được. Được chưa? Trừ bi chia 4 cộng k pi, như vậy em đã chốt chỗ này chưa? Nói chung ý là giải cái này thì cũng được đấy, nhưng mà tùy trường hợp thôi. Có bài thì chúng ta có nhiều họ nghiệm quá thì chúng ta sẽ sử dụng cách này. Thầy dạy lại một lần cho nó chuẩn, sau cứ thế mà làm nhá. Còn cái chỗ mà chẳng may mà có nhỡ bị nhầm cái gì một tí tẹo thì thôi thông cảm sâu sâu đi. Trong cái chuyện này thì làm sao mà tránh nổi, được chưa nào? Cái này hiểu rồi đúng không? Hiểu chưa? Sao? Như vậy là thầy xong bài tập số 4, sau ra lớp cứ thế mà thể hiện, thế thôi. Về nhà phải tập học thêm, xem đường tròn được vẽ bởi bao nhiêu điểm giống thầy này. Gạch gạch như thế nào, về ra hỏi, ra lớp hỏi các cái bạn ý. Được chưa? Xem học hỏi được thêm điều gì thì học đi. Được chưa? Nếu không ý, thì cái này nó trở thành khó đấy. Em thấy chưa? Em đã cảm thấy là nó hơi khó chưa? Nó nhập nhòe ghê quá. Được chưa? Thế nên là giải ra một đằng và đáp án lại ra một nẻo cái này. Đấy nó mới hay, chỗ ý. Nếu mà em giải được cách của các em đấy, em phải làm như thế. Còn nếu mà em giải theo cách của thầy thì em cứ giải theo cách này. Để chúng ta quay lại nhìn sang đây nhá. Nhìn sang đây. Xong rồi nhá. Sợ thật, được chưa? Quá sợ. Bài số 4 như vậy là kết thúc, cũng có thể coi như là thành công. Nào, bài tập số 5. Với 4 phương trình có chứa tang, cô tang. Úi giời ơi, sợ quá.
Với những phương trình có chứa tang và cotang thì thực sự là phải để ý, vì cũng sẽ có những cái gì nó đang xảy ra ở đây rồi. Được chưa? Nào, với phương trình đầu tiên chúng ta cùng để ý nhanh chóng nhé. Phương trình đầu tiên, chúng ta bấm shift tang bình thường thì chúng ta sẽ thu được bao nhiêu độ ấy, lấy máy tính ra bấm nhé. 30 độ. Đây, chúng ta có đáp án đây. Đó là với phương trình tang thì chúng ta chỉ có một họ nghiệm, đó là tang U bằng tang V, thì U bằng V cộng K180 trong trường hợp này. Đáp án đây, đó là chuyển vế sang đây là 45. Như vậy câu này là chốt, là xong. Ổn không? Quá ổn, quá đơn giản. Bài toán này có một cái lưu ý dành cho các em, đó là những cái phương trình có dạng tăng U bằng M, nếu như bên này M là một số thực bất kỳ rồi, không cần đặt điều kiện. Nhiều bạn bảo thầy ạ, bây giờ có cần phải đặt điều kiện cho cái cốt của cái này nó khác không? Không cần, thầy có dặn dò rồi. Bên này nếu là một hằng số xác định rồi, không. Chỉ có phương trình nào mà có nhiều các cái tang với cotang mà nó lẫn lộn lung tung xòe cơ. Còn phương trình chỉ có một cái chữ tang, một cái chữ cotang này thôi, không cần điều kiện. Nhớ nhá, nó tự thỏa mãn rồi, có đặt ra thì nó thừa thôi. Em cứ đặt đi, được chưa? Không cần đâu. Tục tiệp. B, cotang. Cotang hoàn toàn tương tự, do máy tính không có nút cotang, ta tự hiểu như sau. Với cotang bằng âm căn 3 thì tang của nó là bằng 1 chia âm căn 3. Mà shift tang của 1 chia cho âm căn 3 thì nó sẽ ra là âm 30 độ, tức là âm bi chia 6. Và chúng ta không nên viết, tức là đề bài người ta đã nói cô tang rồi, em bấm tang, em bấm trong đầu thôi, em đừng có viết tang ra. Em viết tang ra là tự nhiên cái điều kiện của nó lại thành khác rồi đấy. Thế nên em cứ trình bày đúng thế này thôi. Nhớ chưa, hôm nay kia người ta bắt bẻ đấy, người ta bảo đang cô tang, viết sang tang là điều kiện nó khác ngay, được chưa? Bấm thì bấm trong đầu thôi. Như vậy bài toán này chúng ta tính toán bình thường thì đáp án đây. Hơi buồn cười tí. 1/3 trừ bi chia 18 cộng k bi chia 3. Câu này như thế là chốt xong rồi. Hiểu không? Chị hiểu không? Được chưa? Đấy, chị hiểu không? Được chưa? Xong. Câu này như vậy là xong. Trình bày phải cẩn thận cơ. Như vậy là chốt xong tang của cô tang với chu kỳ nghiệm chỉ có kpi nhé. Xin nhắc lại một lần nữa, kpi. Được chưa? Kpi. Ok. Tiếp tục. Được chưa? C. Câu C và câu D thì dĩ nhiên khó hơn vì những câu này hơi chứa điều kiện một tí. Các em lưu ý cách giải của câu C. Câu C của chúng ta là một phương trình tích, chúng ta sẽ giải từng cái một bằng không. Nhưng do tang của chúng ta là bằng sin chia cos nên chúng ta không quên điều kiện là cos khác không. Như vậy bài toán này chúng ta giải hẳn một hệ như sau. Cho cả cái cos bằng không và cả cái sin cũng bằng không, rồi đặt điều kiện cho cái cos ở dưới nó khác không là hợp lý. Các em có thể đặt dời ra ngoài, thầy không thích thì viết luôn như thế này chả sao, đúng chưa? Làm thế này cho nó chắc ăn. Đây. Làm tắt một bước chỗ này nhá. 2x bằng bi chia 2 cộng kb thì x bằng cộng trừ bi chia 4 cộng kb chia 2. Sin x bằng 0, x bằng kb. Nhưng cos x khác 0, x khác bi chia 2 cộng mb nào đó. Thích viết thêm chữ m vào. Xong. Sau đó chúng ta có thể thấy rằng là khi kết hợp trên đường tròn lượng giác thì hai họ nghiệm này may mắn nó đều thỏa mãn, nó không trùng điểm nào với cái ông này. Thế nên là chúng ta ơn giời phù hộ là chúng ta kết luận luôn cả hai cái này. Tức là bài toán này có tất cả thể là ba họ nghiệm. Được chưa? Thế bài này kết luận như thế này. Để minh chứng cho điều này thì các em nên nhìn lên bảng. Thầy sẽ vẽ lại cho mình tại sao thầy lại biết được cái điều này nhé. Nghe vào đây không hiểu gì cả đâu. Mày cứ tưởng dễ á. Những cái chỗ này bắt đầu không có dễ lắm đâu. Được chưa? Không dễ lắm đâu. Nghe lên bảng. Giải ra hai họ nghiệm chỗ này thì đứa nào cũng giải được. Nhưng bắt đầu thầy hỏi con, bắt đầu tại sao con biết là thỏa mãn hay không thì mắt cứ chớp chớp, mồm đớp đớp, chả hiểu gì. Được chưa? Đây. Trên đường tròn lượng giác thể hiện như sau. Đây. Nào, đây là hai họ nghiệm của mình, còn đây là điều kiện. Nhìn bảng nhé. Họ đầu tiên bi chia 4, bi chia 4 ở chỗ nào? Bi chia 4 chỗ này. Bây giờ nhiều đứa không biết bi chia 4 chỗ nào, thôi thầy chịu về nhà mà xem. Bi chia 4 chỗ nào tôi không dạy lại đâu. Cộng k bi chia 2 có nghĩa là mỗi một lần cứ hơn kém nhau bi chia 2. Đây, viết vào đây. Đây, hai họ này viết chán rồi. Họ thứ nhất biểu diễn được 4 điểm. Trừ bi chia 4, tức là điểm này luôn. Trừ bi chia 4. Được chưa? Hai cái họ này sao nó giống nhau thế nhỉ? Trừ bi chia 4 ở chỗ này.
cộng kbi chia 2. Cái này là k hay bi chia 4 là 4 điểm đủ rồi. Trừ bi chia 4 thì nó là điểm này. Ô thì hai cái này nó giống nhau thế nhỉ? Sao thầy thấy nó cứ giống giống nhau thế nào ấy nhỉ? Em có phát hiện ra là cái họ này là chỉ có gần này điểm thôi không? Trừ bi chia 4 ở chỗ này. Rồi cộng mỗi một lần lại cộng bi chia 2 nó lại vòng lên đây. Ô thì nó trùng hết rồi còn tính cái gì nữa nhỉ? Các em có thấy là trùng hết rồi không? Trùng hết rồi không? Mình đã bỏ quái lạ nhỉ? Mình phải xem lại cái họ bài trước mình giải ra là cái gì đây. À, thừa cộng trừ một họ thôi chứ. Sửa. Với phương trình này ta chỉ lấy một thôi, đẻ đâu ra mà lắm thế này. Ghê. Chỗ này không có cộng trừ gì ở đây cả. Bỏ. Phương trình đuôi bằng không chỉ lấy một họ nghiệm thôi. Không, không có cộng trừ cái quái quỷ gì ở đây cả. Bỏ. Chưa. Thảo nào bỏ quái. Lạ thật. Rồi ok. Không cộng trừ cái gì ở đây cả. Đối với phương trình đặc biệt thì làm gì có cộng trừ đau đầu. Như vậy chúng ta chỉ biểu diễn được 4 điểm là đúng. Thảo nào thầy vừa biểu diễn cái trừ thì bảo quái cái trừ nó kiểu gì mà nó lại chung với cả cái cộng giống nhau thế. Được chưa? Rồi. Sau khi biểu diễn được 4 điểm này xong, ta biểu diễn KB bởi 2 điểm. Cho K bằng 0 thì cái này 1 điểm đây. Cho K bằng 1 thì cái này có điểm nữa đây. Hết rồi, đủ rồi. Cái này 2 điểm là 6 điểm. Bây giờ chúng ta bắt đầu gạch bỏ những cái điểm chết tiệt nào mà nó là bi chia 2 cộng mb. Bi chia 2 là cái điểm này. Đây, bi chia 2 đây này. Gạch bỏ. Cộng mb có nghĩa là cộng thêm một bi nữa. Vào đây này, đây này. Gạch bỏ. Ôi, chả trùng với ai cả. Thì tóm lại là bài này nó bị vô trượt rồi. Ý của nó là bài này là nó bị vô trượt rồi. Nên kết luận của thầy trò chúng ta đúng chuẩn là hai đáp án này chả lấy hết còn cái gì nữa. Được chưa? Hiểu chưa? Chỗ này phải nghe cho nó thủng nhá, không hiểu gì đâu. Mày lại bảo quái quỷ nó làm thế nào mà nó lại biết được. Thực ra vẽ trên đường tròn lượng giác nó rất là đơn giản, không khó gì cả. Có thấy đơn giản không? Được chưa? Như vậy là thầy kết luận đúng rồi nhá. Được chưa? Tiếp tục, phương trình D. Nào. D. Với phương trình D thì hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ có sin 3x bằng 0. Phân tích cô tang là cốt đè trên sin. Như vậy chúng ta sẽ có đó là bài này chúng ta có cả cốt đè trên sin cốt bằng 0 này, sin 3 bằng 0 này và có một điều kiện là sin x khác 0. Thầy viết tắt một bước rồi để ý vào. Thế bài này chúng ta sẽ giải được ra hai họ nghiệm chỗ này. Một ông là bi chia 2 cộng kb, một ông là kb chia 3. Công nhận không? Còn cái điều kiện chỗ này là x khác mb nào đó đúng không? K và m là số nguyên mà. Rồi, thế bây giờ khi vẽ trên đường tròn thì chúng ta phải để ý là bài này mà vẽ thì thực ra cũng được đấy, nhưng mà có một số điểm đã bị trùng rồi. Bài toán có hai cách trình bày. Cách trình bày thứ nhất là chúng ta có thể giải các cái điều kiện này nó khác, các cái nghiệm này nó khác điều kiện. Khi em giải cái này khác với cái này, em sẽ thu được đó là k khác 3m. Em có thể ghi đơn giản thế này đỡ phải vẽ trên đường tròn. Như vậy có một số bài toán nhé. Thế này, thầy không có nhẽ mình lại dạy vẽ lại cái này trên đường tròn, mình nghe trông nó hơi buồn cười. Bài này thì cần làm thế này thôi là đủ. Đây, thì có những lúc người ta ghi thế này cũng được này. Đây cũng là một cách nữa đấy, chứ không phải là không đâu. Bây giờ để thầy dạy vẽ trên đường tròn thôi, chứ nó không là ngóm củ tỏi. Đây, chẳng hạn nhé, thầy dạy cho tại sao chúng ta vẫn có thêm cái điều kiện ý không này, chỗ này ngóm củ tỏi này. Đây này, bi chia 2 là điểm này. Cộng kb, đây kb, 1 bi đây, k bằng 1 đi lắp vào đây. Xong, 2 điểm nhá. Kp chia 3. Nhiều điểm lắm. Cho k bằng 0 thì nó trùng vào điểm này. Bi chia 3. Úi giời lắm thế. Bi chia 3. Cứ mỗi một lần hơn kém nhau bi chia 3 thì nhiều lắm. Kể sau sẻ. Ai, nhiều quá. 6 điểm liền. Tha hồ mà kể. 6 điểm. Lắm nhỉ. 6 điểm liền. Đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng rồi, 6 điểm, đủ rồi. Hai cái điểm lúc đầu đánh hình vuông vào cho nó đỡ bị lẫn, một cái vuông, cái tròn đi, đỡ lẫn, xong, thông minh quá, chưa, rồi. Bây giờ x khác, đây toàn bộ là các nghiệm nhá, cái này là 6 điểm này, 6 điểm của thầy. Bây giờ cái chỗ này là mb là 2 điểm này.
M bằng 0. Chết, tao quay người thứ nhất nhá. M bằng 0 lắp vào đây, 0 đây. M bằng 1 lắp vào đây, chết, tao quay người thứ hai nhá. Sao? Đây. Như vậy rõ ràng là chỉ có em có thể thấy hai điểm hình vuông này là đã tự động thỏa mãn rồi. Không bị rơi vào các cái hố sâu hố đen vũ trụ này, không bị rơi vào các cái hố đen này thôi rồi. Nhưng hai điểm của cái họ dưới là đã bị điểm này nằm cho bị triệt tiêu. Chính vì thế mà có một cách viết, đó là em chỉ cần viết đơn giản giống như thầy làm, đó là họ thứ nhất giữ yên. Còn họ thứ hai thì ta đành phải viết cái trò đó là K khác 3M. Tức là giải hai cái này khác nhau ấy thì cho giải ra K khác 3M được. Còn bạn nào mà nếu như bốn cái điểm còn lại này mà nó có quy luật thì em có thể đọc cho thầy luôn thành một cái họ khác cũng được. Còn nếu mà em cảm thấy bốn điểm mà nó không cách đều nhau thì chỉ có cách viết như thế này thôi là đơn giản nhất. Đó là viết thêm cái điều kiện ra đây với K và M là các số nguyên. Cách viết này cũng là một cách chấp nhận được, không phải là sai đâu. Xin nhắc lại, nếu các điểm còn lại mà tạo với nhau một quy luật nào đó thì chúng ta có thể tự viết được cho mình cái họ nghiệm tổng quát cuối cùng. Còn nếu bốn cái họ này thầy phát hiện bốn cái điểm còn lại thầy thấy nó không cách đều nhau lắm. Có cách đều nhau không? Hình như có đúng không? Hình như là nó có cách đều nhau đấy. Có cách đều nhau. Bốn cái họ này thầy phát hiện ra hình như là có nhỉ. Mỗi một lần chúng cách nhau bao nhiêu? Nếu chúng ta nối lại các điểm ý mà thu được những hình đa giác đều thì chúng có thể kết hợp lại và viết dưới dạng một họ nghiệm khác cũng được, chấp nhận được. Thế thì việc này thầy sẽ để cho các em tự làm, và trong một cái tiết học khác nữa thì cái phần kết hợp nghiệm này sẽ dễ rõ hơn cho các em. Còn hiện tại bây giờ các em mà chưa biết cách kết hợp nghiệm, em chỉ cần viết đơn giản này thôi là xong. Thì bốn cái điểm này, hai điểm này thì mình đã viết bình thường đây rồi. Hình như nhá, thầy bảo này, bốn cái điểm này có thể viết thành một cái quy luật, một cái họ khác nữa đấy, có thể đấy, biết đâu đấy. Nhưng mà trong một cái phần khác thì thầy sẽ hướng dẫn cho, vì nếu như nói luôn cả cái phần này vào đây thì nó thành hơi chuyên sâu tí, được chưa? Nó thành hơi chuyên sâu. Chứ nếu mà các em để ý kỹ thì thầy phát hiện ra là hình như là các cái điểm này nó có quy luật, đúng không? Thiếu tam giác à? Sẽ thiếu nhỉ? 6 điểm đủ rồi mà. Còn điểm nào nữa? K2B chia 6, 6 điểm đủ rồi mà nhỉ? Mỗi một lần hơn kém B chia 3, B chia 3, 30 độ. Đợi đã, 30 độ, 30 độ ở đây. Không thể sai đâu được. 60 độ, đây 30 độ. Đúng rồi, 4 điểm này nó không phải là hình vuông, nó lại là một cái hình kiểu chữ nhật. Nếu mà nó tạo thành một đa giác đều thì trong một bài toán nào đó khác thì sẽ dạy các em cách viết lại thành một họ duy nhất. Còn bài này chúng ta chỉ để thế này thôi là quá đúng rồi. Cái này đã quá rõ ràng. Các em đã rõ chưa? Cái này đã quá rõ ràng rồi đấy. Đúng không? Được chưa? Nó các cái chỗ này bắt đầu nó không dễ quá đâu, thầy nhắc trước, dễ gì mà dễ. Chỗ này đứa nào bảo dễ á? Úi giời ơi, ngồi đấy dễ à? Được chưa? Không dễ đâu, được chưa? Càng về nghiên cứu càng sâu thì nó càng nguy hiểm, chứ nó không có cái gì tên là dễ ở đây cả. Càng bài về sau nó phải khó hơn chứ. Được chưa? Bài 6 thì các em có thể tự làm. Bài 6 này hoàn toàn tương tự như các bài trước rồi. Thì thôi, câu này các em có thể trông lên đáp án rất là nhanh và tự làm nhé. Thì bài toán này rất là đơn giản rồi. Tìm giá trị để cho hai hàm tang bằng nhau, chúng ta giải bình thường thôi, rất đơn giản. Câu này chúng ta ra đáp án luôn. Thầy có thể để đáp án cho các em thấy luôn. Hai cái hàm tang này của chúng ta sẽ... Bài tang này cũng khó phết đấy, các em không dễ đâu. Tại vì cái tang này khi mà có hai cái tang ấy, em phải có đặt thêm điều kiện. Nếu mà không có điều kiện bài này thì nó mới là sai đấy. Thì chúng ta sẽ giải bài này. Thì chúng ta cho hai cái này bằng nhau cộng kp. Nhưng có thêm một điều kiện nữa, đó là cốt của b chia 4 trừ x là cái này nó phải khác 0 này. Dẫn đến nó là cái này phải khác b chia 2 cộng lb nào đó với k và l thuộc z. Chúng ta sẽ giải ra như thế này. Bài toán này thì do b chia 12 là những cái góc rất là bé, khi vẽ trên đường tròn lượng giác rồi không vẽ được, nên người ta sử dụng phương pháp đó là giải phương trình vô định nghiệm nguyên. Với phương trình vô định này thì chúng ta sẽ giải nghiệm bằng với điều kiện, thì chúng ta sẽ ra được đó là k bằng âm 1 trừ 3l. Các em có thể tự giải. Vậy nên bài này người ta kết luận đơn giản lắm,
người ta chỉ cần ghi họ nghiệm này kèm theo cái này là xong, còn nó là cái gì thì nhiều bạn cũng không cần phải quan tâm. Trong trường hợp này thì K sẽ phải tránh những cái số đó là có dạng trừ 3L, trừ 1 với L là các số nguyên. Đây người ta gọi là một phương pháp nữa. Vì vẽ cái này là thảm họa lắm, không vẽ được đâu, vẽ khó lắm, vẽ chi chít điểm vào ai ngồi đấy đi mà vẽ. Vẽ bi chi 12 mệt lắm, ai đi thời gian mà vẽ. Thế nên phải có điều kiện và phải viết được thêm cái này mới là đúng, nếu không là các em vẫn sai và thiếu đó, thầy bảo trước. Như vậy bài toán này chúng ta kết luận như sau. Đấy, đây cũng thực sự là một câu hơi khó chứ không phải là câu dễ. Với phương trình có chứa nhiều ẩn tang cô tang thì việc đặt điều kiện là chắc chắn phải đặt. Các em có thể không đặt thì cũng chả sao, nhưng mà mai kia có những cái bài nâng cao thì nó lại trở thành có sao đấy. Có sao đấy. Ok, chứ không phải là đặt là thừa đâu các em. Cái này hiểu rồi nhá, ghi vào vở. Như vậy chúng ta chỉ cần đặt thêm một cái điều kiện nữa là xong thôi. Nhớ nhá, cái này thầy nghĩ là các em làm được, chả có gì khó cả. Đúng không? Cái không như mình nghĩ đâu, được chưa? Mình đừng có nghĩ là dễ. Với bài tập số 7 thì bài cuối cùng, hai bài này về nhà thể hiện nhá, tự đi mà làm. Hai phương trình này thì phương trình đầu dễ, phương trình sau thì có thêm cái điều kiện tí thì về nhà thể hiện nhá. Thầy sẽ cho các em kết quả. Đây. Với phương trình đầu tiên thì bên sin bên cos thì học chán rồi. Dùng phụ chéo để đổi về cùng một hàm. Để cos giữ nguyên này, sin 3 thì đổi thành cos của bi chia 2 trừ đi. Rồi thiếu rồi. 3x. Rồi ok. Sau đó tự giải ra hai họ nghiệm giúp thầy. Thì đây là đáp án của thầy cho chúng ta. Bài này dùng phụ chéo. Em đưa về cùng hàm gì cũng được là quyền của em. Ta sử dụng bi chia 2 trừ đi 3x nhé. Ok. Cái này câu này thì không sao, nhưng mà cái câu B đằng sau ấy, câu này cũng không đơn giản như các em nghĩ đâu. Câu B này có hai hướng đi. Thầy nói nhanh một tí chỗ này nhá, câu B có hai hướng đi. Cái câu B này có hai hướng đi, các em có thể giải phương trình đó là tang 3x bằng 1 chia tang x thế này cũng được. Rồi các em giải thành cô tang x cũng được. Sau đó các em lại dẫn đến đó là tang của 3x bằng tăng, ui dồi ôi, sợ chưa, bi chia 2 trừ x cũng là một hướng đi, cũng tạm được, nhưng mà không nói chung những bài này có nhiều điều kiện lắm, sợ lắm không vẽ được cái đường tròn ra thì cũng hỏng đấy. Đây, hướng thứ nhất là dùng nghịch đảo đưa về tăng, cách này tự giải. Hướng thứ hai là hướng đi như sau, tăng bằng sin trên cos, thích làm hướng nào thì làm, sin chia cos. Có nhiều phương trình tưởng như đơn giản nhưng mà các em nên nhớ có rất nhiều hướng đi. Một, tang bằng sin chia cos dẫn đến phương trình có dạng sin 3x sin x, chỗ này là chia cho cos 3x cos x, quy đồng đi, trừ đi rồi bằng đây bằng không. Bạn có thể ghi thế này, trừ cos 3x cos x. Đây cũng là một hướng đi tốt, chả sai được. Hướng này thầy viết là đúng rồi. Bây giờ về nhà đặt điều kiện cho cái dưới mẫu khác không nhá. Tự đặt điều kiện này. Ta nhận ra công thức lượng giác trên bảng. Sin A sin B trừ cos A cos B. Thì cái này chúng ta đổi sang cos. Đây chính là cos của 4x. Không. Công thức dạy rằng là cos A cos B. Thực ra nổi ôi sin sin trừ cos cos. Thì em đảo ngược phương trình này đi chả sao đâu. Cos cos trừ sin sin. Đây chính là công thức cộng cung. Cốt thì trái dấu, như vậy chỗ này nó thành cốt 4. Thì bài này chúng ta giải ra đáp án là 4x bằng bi chia 2 dẫn đến mất x bằng, giải cách này cũng hay. Bi chia 2 chia 4 là bi chia 8 cộng k bi chia 4. Được. Để thầy sẽ ngó qua đáp án xem có đúng không, nhỡ nó sai toàn. Đáp án của chúng ta thì là bi chia 8 cộng k bi chia 4 là quá chuẩn. Rồi, cái họ nghiệm này thỏa mãn này. Giải theo hướng này là hợp lý. Các em có thể thay thử vào điều kiện giúp thầy, nếu thỏa mãn rồi thì nó ôm. Như vậy bài này là kết thúc ở đây. Còn hướng đi này, các em đi theo hướng này cũng được, nhưng mà hướng này làm xong các em phải nhớ vẽ đường tròn ra nhé. Thầy cho các em về nhà mà thể hiện. Nếu đi theo hướng này thì các em đặt giúp thầy một cái điều kiện nữa, đó là cốt 3x khác 0 đi chẳng hạn. Bạn nào đặt được thêm cả hai điều kiện cốt 3x khác 0, cốt x khác 0 thì càng tốt. Bài này là phải giải cả hai khác 0. Thì bài này đáp án đây, thầy cho các em ở đây rồi, để xong. Còn việc kết hợp như thế nào thì chỗ này về tự giải nhé. Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài tập số 7 là hết, chả còn bài gì nữa. Cố gắng lên. Như vậy là hết bài rồi.
Đáng nhẽ bài này đang định bảo là về nhà làm đấy, nhưng mà thôi. Như vậy bài toán có hai hướng, hướng công thức cộng cung và hướng này đi được, đều rất là hay. Công nhận không? Không hiểu thì về nhà xem lại lần nữa cho hiểu. Thế là xong. Về nhà kem vẽ cái đường tròn này ra nhiều lần vào cho nó quen. Như vậy bài toán đây là kết thúc rồi nhé. Rồi. Nào sao nào? Ok, như vậy là hết rồi. Các bạn thân mến, các em yêu quý, như vậy là tiết học về giải bài tập sách giáo khoa của chúng ta, phần phương trình lượng giác cơ bản là kết thúc thành công ở đây. Ở trên đây thì thầy không những đã giới thiệu lại cho em một số cái chỗ kiến thức cần làm trong mỗi bài, những chú ý và những điều dặn dò của thầy, thầy xin nhắc lại, thầy đánh giá rằng là hết sức quan trọng. Thầy mong rằng là các em sẽ để ý bài của thầy một cách cẩn thận. Nó trong bài của thầy thì những cái câu khó thì thầy cũng đã phần nào gợi ý cái hướng đi và cũng đã giải cho mình rồi. Mình muốn mà về sau thể hiện được điểm cao hơn thì mình nên chăm chỉ về nhà xem lại và làm thêm nhiều bài tập hơn nữa nhé. Được chưa nào? Rồi. Không, về cái lịch thì mỗi một tuần thường là thầy dạy khác nhau, thầy chưa để lịch cố định. Thế nên là lịch nó có thể rơi vào một trong các cái ngày như là thứ tư, thứ năm hoặc là thứ bảy. Các em nhé, ngày xưa thầy hay dạy thứ tư, bây giờ nếu thứ tư mà bận thì thầy hay dạy lại sang thứ năm, thứ bảy, ví dụ như thế. Hiểu không? Tại vì tối thì thỉnh thoảng thầy mới có thời gian thì dạy cho thôi. Tốt nhất nếu chúng ta học đầy đủ cẩn thận thì chúng ta nên đăng ký học toán trên tuyển c47.com các em nhé, được chưa? Đến đây thì bài giảng cũng khá là dài rồi, được chưa nào? Thầy xin phép và gửi lời chào đến tất cả các bạn và các em. Thầy chúc cho các em luôn học tập và thật là tốt, được chưa nào? Rồi, xin thân ái chào các bạn và các em nhé. Chào, ok.